Bắc Hàn đe dọa thực hiện một vụ thử nguyên tử khác tên từ Bình Nhưỡng. Bắc Hàn ngày hôm nay đã tuyên bố rằng sẽ tiếp tục thực hiện một vụ phóng tên lửa và một vụ thử nghiệm nguyên tử nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ. Bắc Hàn đã liên tục lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ, một đất nước mà Bình Nhưỡng gọi là kẻ thù truyền kiếp. Tuyên bố của cơ quan quân sự hàng đầu của nước Cộng sản được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng ý một nghị quyết do Hoa Kỳ hậu thuẫn để khiển trách và xử phạt việc Bắc Hàn phóng tên lửa vào tháng 12, một vi phạm các quy tắc của Liên Hiệp Quốc. Cơ quan thông tấn nhà nước KCNA trích dẫn lời Ủy ban Quốc phòng Bắc Hàn, nói rằng các vệ tinh và tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng sẽ được bắn và một thử nghiệm nguyên tử sẽ được thực hiện, có mục tiêu nhắm vào Hoa Kỳ. Các tài liệu cho thấy các kỹ sư nguyên tử của Bắc Hàn làm việc trong một phòng thí nghiệm và vụ phóng tên lửa thành công trong tháng 12 năm 2012. Trong năm 2008, Bắc Hàn đã phá hủy tháp làm lạnh tại lò phản ứng sản xuất plutonium như là một hành động mang tính biểu tượng để thể hiện sự cam kết của mình cho một thỏa thuận nguyên tử quốc tế. Nam Hàn và các nhà quan sát khác cho rằng Bắc Hàn đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho một vụ thử hạt nhân thứ ba và quyết định thực hiện vụ thử nghiệm nguyên tử này thuộc về nhà lãnh đạo Kim Chính Ưng, người đã ra lệnh thực hiện vụ phóng hỏa tiễn trong tháng 12, bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Trung Cộng, một đồng minh ngoại giao lớn của quốc gia bị cô lập và nghèo khổ, Bắc Hàn đã đồng ý với nghị quyết được Hoa Kỳ hậu thuẫn và Bắc Kinh cũng đã hỗ trợ nghị quyết năm 2006 và 2009 sau khi Bình Nhưỡng thực hiện các vụ thử hạt nhân. Bắc Hàn đã từ chối các đề nghị khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm mục đích kiềm chế khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên là 6 bên liên quan.